đó là gì? Bạn cứ nghĩ là họ cắm ngân hàng rồi thì họ không cắm xã hội nữa. Bất động sản thì cắm của dân xã hội, dân chợ búa, rồi là không phải là cắm sổ mà người ta có nhà đấy bằng niềm tin dân xã hội, người ta có thể cho họ vay. Vậy thì bạn có mua tài sản hay không? Câu chuyện là chúng ta sẽ phải vạch ra mấy trường hợp sau. Một, thứ nhất là chúng ta sẽ xem là sổ đỏ của cái tài sản này đang ở đâu. Nếu mà họ đã cắm ngân hàng rồi và họ lại cắm xã hội nữa thì đấy cũng là một vấn đề mà chúng ta phải nghiên cứu kỹ. Thứ hai là chúng ta phải xem trong cái giao dịch khi mà cắm xã hội, anh chị xã hội là có hợp tác với chúng ta để cùng với chúng ta giải quyết cái tài sản này để họ thu hồi vốn và lãi về không. Và yếu tố thứ ba, tài sản này thì chúng ta phải cần có những người chuyên môn, có những người có kiến thức chuyên sâu về giao dịch, và chúng ta cần thiết chúng ta phải thuê luật sư. Và có một yếu tố nữa là chúng ta cũng phải quen biết và tìm hiểu là anh chị xã hội đấy là người như thế nào, có sẵn sàng hợp tác với chúng ta không. Nếu không, rất dễ là chúng ta sẽ dính tài sản tranh chấp, và khi tranh chấp với cả ngân hàng, cả xã hội thì lúc đó sẽ rất khó giải quyết. Và có những người có những cái sai lầm, đó là gì? Bạn cứ nghĩ là họ cắm ngân hàng rồi thì họ không cắm xã hội nữa, thì đấy là một cái sai lầm rất lớn nhé. Vì vậy khi mua những cái tài sản là chúng ta phải để ý.